quý vị và các bạn thân mến. Việc gìn giữ, bảo vệ và phát triển đức tin Kitô giáo không chỉ là nghĩa vụ của hàng giáo sĩ hay những tu sĩ và các giáo lý viên hoặc những người là hú bõ đỡ đầu. Đã là Kitô hữu, chúng ta được mang danh môn đệ Chúa Kitô. Ngay khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được mời gọi sống đời sống mới. Đời sống của người môn đệ được nhắn nhủ, được gửi trao trách nhiệm bảo vệ sự tinh tuyền nguyên vẹn của đức tin nơi cộng đồng và được mời gọi để trở nên người nâng đỡ đức tin cho kẻ khác. Không gì quý giá và quan trọng cho bằng đức tin, bởi vì đức tin mang lại sự sống hạnh phúc đời đời. Các thánh giáo phụ đã dùng sự khôn ngoan để gìn giữ đức tin. Các thánh tử đạo đã dùng sự can trường để bảo vệ đức tin. Vậy đến lượt chúng ta là thành phần của hội thánh, là hậu duệ của các ngài, thừa hưởng gia sản đức tin của các ngài truyền lại. Chúng ta cũng hãy là người vun đắp cho đức tin của cộng đoàn được triển nở, tránh việc làm phương hại, gây gương mù gương xấu, làm cho cộng đoàn suy sụp đức tin. Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho chúng con, cũng như củng cố niềm tin nơi cộng đoàn bằng chính đời sống nêu gương sáng của mỗi người chúng con.